Chiều nay, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ về dự án. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Minh Thông và ông Lê Ngọc Khánh. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải, chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Dự án sẽ được khởi công vào ngày 18 tháng 6, trước mốc 30 tháng 6 năm 2023 mà chính phủ đưa ra. Hiện tại, tỉnh đang quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, phấn đấu đến ngày 30 tháng 4, bàn giao 70% mặt bằng dự án. Tính đến ngày 22 tháng 4, tổng kinh phí bồi thường đã ban hành quyết định phê duyệt là hơn 724 tỷ đồng. Tương ứng hơn 43 hectare, chiếm hơn 31% diện tích. Tổng kinh phí đã chi trả là hơn 609 tỷ đồng. Từ nay đến ngày khởi công, Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải tiếp tục phối hợp với các sở ngành của tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ như trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán, phê duyệt quyết định về kinh tế kỹ thuật và dự toán, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công dự án. Phát biểu kết luận cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện dự án thành phần 3, dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải khẩn trương ban hành dự thảo tiêu chí lựa chọn nhà thầu, gửi Bộ Giao thông Vận tải góp ý, hướng dẫn, thành lập tổ chuyên gia xét thầu, gửi cho các sở chuyên ngành, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh góp ý. Ông Nguyễn Văn Thọ cũng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải xem xét, đề xuất thành lập tổ giám sát cộng đồng dự án.